Xin chào các bạn, lại là Phan Đà Lạt đây. Sau đây là một số chia sẻ với các bạn khi đi du lịch một mình, có một số cách để tận hưởng chuyến đi và làm cho trải nghiệm của các bạn trở nên đáng nhớ hơn. Thấy tay chú ấy cầm chai rồi. Lần hụt rồi. Rồi, cố lên chú ơi. Phan xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Trong video này, Phan lại tiếp tục quay và cập nhật tình hình tại khu vực bãi tắm Vũng Tàu đến cô chú anh chị và các bạn về quá trình và quang cảnh đeo lưới và quang trài của các bác bà con người dân ở đây, cũng như là địa điểm tắm biển. Hôm nay là Chủ nhật ngày 25 tháng 8 2024. Phan cập nhật tình hình mới nhất để cô chú chị và các bạn có thể biết được nếu có nhu cầu lịch trình du lịch Vũng Tàu thì sẽ biết được những điều thú vị ở tại Vũng Tàu để có thể trải nghiệm tốt hơn nha. Phía xa xa đằng kia là một anh trai cũng đang giăng lưới đấy. Không biết là có được nhiều cá hay không, chắc là Phan cũng sẽ đến gần để quay chia sẻ đến cô chú anh chị nhé. Ở đây cũng có bác cũng với một chiếc cần câu cũng đang chuẩn bị câu cá ở đây. Mang ra đây mình lại mới buộc lại à chú bác à? Dạ. Ở đây thì các bạn nữ tắm biển cũng rất là đông các bạn ạ. Đây các bạn xem, chú đã buộc cái cước. Thường thường cái câu này được cá gì đấy chú nhỉ? Cá đục à? À cá đối nó có ăn không? Không à? Còn cá măng thì cũng có. Dạ. Cá măng thì cũng hiếm nha các bạn ơi. Đấy, chú đã bắt đầu mang cần câu ra câu rồi đấy. Anh trai này kéo lưới hình như là không được con nào các bạn ạ. Thấy cầm lưới lên rồi. Cũng thấy cười rất là tươi. Nhưng mà cá thì không có thấy con nào nha. Được con nào không anh ơi? À được cá. Cá treo ở đây này, treo vào cỏ thế anh. Cá đối. À cá đối các bạn ơi. Đấy. Anh ấy đi lưới cá ở đây này. Đấy. Ồ, cá đối các bạn. Ôi, cũng được bao nhiêu con rồi đây? Chỗ này cũng được khoảng chỗ gần ký rồi đấy. Cá đối các bạn. Cá đối và cá nhọn nhọn là cá... Cá lưỡi kim. Cá lưỡi kim à? À, đây các bạn đây. Đấy. Đây, lưới của anh ấy này. Đó. Đây có cả cái mỏ neo nữa các bạn. Rồi, đấy. Lưới mắt nhỏ này mới dính được cá này các bạn ơi. Lưới mắt to thì không có dính được. Đấy. Xem quang cảnh anh ấy kéo. Anh còn kéo lưới nữa. Ôi, chú kia chú mới cầm cần câu ra câu một cá là đã có cá rồi kìa. Đấy. Để ra ngoài đấy quay coi. Cảm ơn anh nhé. Chúc anh tiếp tục lưới được nhiều cá nha. Để nếu thấy được nhiều cá em lại đến quay tiếp. Đấy đúng hả? Dạ. Mình đã đến gần khu vực chú ấy ngồi câu rồi. Hồi nãy thấy chú ấy mới ra ngồi thôi đã câu được một con rồi các bạn ơi. Cùng chờ xem lần này chú ấy được nhiều không nhá. Đã quá chú ơi. Đây các bạn xem này, chú ấy mới câu được một con nữa. Đấy, cá con dạ. Cá này rất hay nha, câu này giải trí cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Hay
câu bằng mùi tôm. Móc câu rất bé. Chú dùng cái dây phanh xe đạp cũng rất hay nha. À đây. Có cả gì mới? Cho cảnh nữa. Muốn câu lên rồi muốn đâu. Em muốn câu cho quý ơi, em đi thả lưới cho quý ơi. Nhưng mà chờ xem một tí các bạn, xem. Đấy. Rồi chắc là phải ra xa để cho chú quăng cần đấy các bạn ơi. Chứ là mình ở đằng sau chú là vướng các bạn. Lại tiếp tục quay cảnh quang trài để chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ này nước khu vực này khá là êm luôn. Chú quang trài thì giờ này chú cũng đang đứng ở đấy để có thể canh me đàn cá vào bờ. Nước đang lên các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là hai dòng, cảm giác là hai dòng đối lưu luôn kìa. Bên chú quang trài thì nước rất là êm nha. Còn trước mặt chú thì sóng cuộn cuộn luôn các bạn ơi. Một điều cũng khá là kỳ lạ. Cùng chờ xem chú quang trài các bạn nhé. Đây là gọi là mẻ trài ngày 25 tháng 8 2024 này. Đấy. Video mới nhất các bạn nha, mình chia sẻ với các bạn nha. Xem quang trài này rất là đã luôn các bạn ơi. Đến với Vũng Tàu thường thì nhiều cô chú anh chị và các bạn cứ hay lựa chọn là xuống bãi trước này, bãi sau này, buổi sáng tắm này, xong rồi lại đi lên rồi các quán hải sản ăn uống xong rồi có thể đi ghé vào quán nào đấy uống cà phê. Nhưng mà có những điều thú vị cô chú anh chị và các bạn nhiều người cũng chưa biết, đó là chịu khó đi ra khu vực bãi trước, bãi sau và bãi Ninh Phong này để xem các chú bà con người dân kéo lưới và quang trài. Thường thì xem được cảnh kéo lưới và quang trài thì chỉ có lúc thủy triều xuống và thủy triều lên. Hầu như là vào những lúc giữa trưa thế này này thì các chú quang trài cũng rất là chịu khó ra đây quang trài nha. Cô chú anh chị và các bạn đến Vũng Tàu thì có thể đi dạo một vòng quanh vào buổi trưa hoặc là vào những lúc mà nước đang lên ấy. Đấy. Thì sẽ gặp được các chú quang trài ở đây. Để quay được cảnh các chú, các bác, các anh quang trài mà khoảnh khắc quang trài xuống để lụm cá đấy thì rất là lâu nha các bạn ơi. Không phải là Phan đưa máy lên quay một cái là có thể quay được cảnh các chú quang trài đâu. Phan cũng phải ngồi chờ này. Đấy, chờ lúc mà các chú, các bác ấy phát hiện ra đàn cá thì mới bắt đầu có thể là bấm máy quay chia sẻ đến mọi người những cái khoảnh khắc đấy. Chờ đôi lúc là chờ cả tiếng đồng hồ thì mới thấy là có một mẻ cá được trài lên. Cô chú anh chị và các bạn có xem được video của Phan, đừng quên cho Phan xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Phan nha. Để tiếp tục quay chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những điều thú vị ở vùng biển, cuộc sống dân biển đấy. Cuộc sống của bà con người dân dân biển này và những thợ trài cá và kéo lưới ở tại khu vực này Vũng Tàu. Bây giờ thấy nước hai dòng đối lưu các bạn ơi, nhìn rất là kỳ lạ luôn đấy. Bây giờ chú quang trài không còn cô đơn nữa, đã có thêm chú câu cá rồi. Chú câu cá tít phía khu vực bãi sau, giờ chú cũng đã di chuyển qua phía bãi khu vực Hòn Bà này rồi. Đấy.
Ở phía trên kia thì cũng khá là nhiều đoàn du khách đến, đang đứng lưng chừng ở khu vực con dốc kia để check in. Dốc đấy khá là dốc các bạn nhé. Đấy là lối đi tắt xuống dưới khu vực này, các bạn cũng có thể lựa chọn lối đấy để di chuyển xuống đây. Rồi, lần này là rất là kịch tính và hồi hộp đây các bạn ơi. Chú đã phát hiện ra đàn cá rồi các bạn. Đã phát hiện ra đàn cá lớn rồi. Và tiếp tục để xem chú ấy quăng chài để thu phục mẻ cá này thế nào nhé. Rồi. Thấy tay chú ấy cầm chài rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Không biết là mẻ lưới này sẽ được nhiều hay không các bạn. Mẻ chài này hy vọng rằng sẽ thu phục được nhiều cá này. Trời ơi. Có vẻ là nhiều rồi các bạn ơi. Ôi. Sao nhìn có vẻ nhiều rác thế nhỉ? Ôi, hụt rồi các bạn. Đấy, nhìn thấy có nhiều rác là thấy bất ổn rồi các bạn ạ. Đấy là những gốc bèo các bạn ơi. Mỗi lần quăng hụt thế này cũng phải chờ rất là lâu các bạn ạ. Thì các bạn lại cùng xem với mình nhé. Hụt mất rồi. Khá là tiếc. Giờ này chú quang trài không còn cô đơn nữa mà đã thêm một chú quang trài nữa rồi. Hai chú quang trài đã luôn luôn sát cánh cùng nhau. Video trước thì mình cũng quay chia sẻ với các bạn cũng hai chú sát cánh cùng nhau để thu phục những mẻ cá đối lớn. Trong video này, lần này, hôm nay thì cũng tiếp tục hai chú sát cánh bên nhau. Chú như các bạn đang xem đây là cũng mới đến thôi. Mới di chuyển đến. Cùng chờ xem hai chú thu phục những mẻ cá đối tiếp theo các bạn nhé. Rồi. Hai chú đã phát hiện ra đàn cá rồi các bạn ơi. Rồi, chú ơi cố lên nào. Đàn cá này theo mình nghĩ là khá là khôn rồi các bạn ạ. Hồi nãy chú A Xanh chú đã quăng một lần hụt rồi. Rồi, cố lên chú ơi. Ui giời ơi. Trời ơi. Xem đạo quá. Mình không thể nào mà không thể cười được các bạn. Bởi vì chú quăng chài quá là chuyên nghiệp luôn. Trời ơi. Xem nào các bạn ơi, chờ xem nha. Ôi giời ơi, nhiều cá vậy. Nhiều cá quá các bạn ơi, trời ơi. Ôi, chú kéo một cái là 5 đến 7 kg luôn đấy các bạn. Các bạn cùng xem này. Trời ơi, đã chưa. Chú đến sau mà chú đã chài được mẻ này rồi. Thật không thể tin nổi luôn các bạn. Để chú vào gần rồi mình quay cho sẻ các bạn nhé. Trời ơi. Ê, chú đến sau lại có duyên kéo trước hơn. Để lại xem nào. Đấy. Đây các bạn này, lại tiếp tục được xem chú lựa cá. Quá đã luôn các bạn. Đấy. Hồi nãy chú áo xanh chú cũng chài hột. Đã chưa các bạn ơi, cá. Đây các bạn xem. Quá đã luôn các bạn. Chú phải gỡ ra từng tí một các bạn ơi. Quá đã.
cá đối mùi của nó còn sống này thì cảm giác mùi rất là tanh nhé các bạn, nhưng mà lại rất ngon nhé. Đã quá. Đấy các bạn. Bây giờ chú cho vào trong can đấy các bạn, để duy trì cho nó còn sống đấy các bạn. Nóng rồi hả? Dạ. Quá đã rồi. Vậy đây các bạn ơi, đứng cả tiếng đấy các bạn. Đứng lâu lắm. Lâu lắm mới có được một mẻ trái này các bạn ơi. Không phải nhanh đâu các bạn. Đấy. Chú cho vào túi bóng rồi các bạn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn những mẻ trái tiếp theo. Mình ngồi ở đây này các bạn ơi. Để chờ các chú quăng trái xong ấy. Thực ra là ngồi ở đây thì là ngồi sát một cái tảng đá các bạn. Trời còn đang rất là nắng nha. Nếu mà mình không ngồi vào đây che nắng một tí thì chắc là cũng không có đủ sức để có thể ngồi quay chia sẻ với các bạn được. Bởi vì quá trình trai được một mẻ trai đấy mất rất là nhiều thời gian các bạn ạ. Các chú thường là cũng phải đứng từ nửa tiếng đến tiếng, 2-3 tiếng các bạn, thậm chí 2-3 tiếng thì mới có một mẻ trai để có thể trai. Bây giờ lại tiếp tục chờ các bạn. Rất là nhiều các hót cơ đang tắm biển. Một bé cún đã được bế ra để cho tập bơi. Ôi giời, nhanh quá. Trên bờ quá nhanh luôn. Biển Vũng Tàu chiều nay nhìn giống như là một cái điều ở đấy khác lạ mọi hôm các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là phía đằng Long Hải kia là tối thui luôn nhé, đen thui luôn. Đó là một cái trận mưa khá là lớn các bạn ơi. Sau khi quay chia sẻ đến các bạn về quá trình quăng chài của các chú các anh ấy, thì Phan đã di chuyển đến khu vực này, bãi sau này, để quay cập nhật tình hình ở khu vực bãi sau này. Nhưng mà thấy là mưa sắp đến rồi, một cơn mưa rất là lớn. Nếu cô chú anh chị có xem được video, cho Phan xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Phan, cũng như là like để lại bình luận của cô chú anh chị và các bạn về những điều thú vị để Phan có thể đến quay chia sẻ với tất cả mọi người nha. Đấy, bãi Tắm Vũng Tàu chiều hôm nay là chiều chủ nhật cho nên là khá là vắng, hầu như là khách du lịch cũng di chuyển về hết rồi. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem video của Phan nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở các video tiếp theo của Phan nhé. Xin cảm ơn và chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha.